đoạn 3. Và sau khi diễn ra lễ trao hữu đoạn 3 sẽ tiếp tục tiến hành trận bán kết 2 của hai đội U19 LFB Đà Nẵng và U19 Đông Á Thanh Hóa. Ban chức kỳ vọng kính mời quý vị hữu, quý vị quan khách và toàn thể khán giả, chúng ta sẽ nán lại sân để theo dõi lễ trao hữu cho đội bóng đồng hạng 3 và trận bán kết 2 của hai đội U19 LFB Đà Nẵng và U19.
hoạt báo Vinh Lương vừa đột mất của 19 Sông Lam Nghệ An đã thắng đội 19 Hà Nội với tỷ số 5-4 và lọt vào trận chung kết vòng này.